Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và khỏi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thầy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ minh tuệ biên tập nguyên tâm Thời gian ngày 24 tháng 8 năm 2011 Địa điểm Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Hồng Cưng tập 557 Chư vị Pháp Sư, quý vị đồng học mời ngồi Mời xem Đại Thừa vô Lượng Thọ Kim giải trang 730 hàng thứ năm bắt đầu xem từ đó từ lâu dần sẽ khai giải quan hỷ xem từ đó Chúng ta xem chú giải của niệm lão Nói chung vì đời trước Người này Chưa mở trí tuệ Ít đọc kinh điển Nay tuy thấy được di đà Ai nghe Phật dạy Nhưng tâm dư chưa trừ Tình kiến vẫn còn nên phải quân tập đa văn tăng trưởng trí tuệ mới có thể hiểu được lời phật nên nói lâu dần sẽ khai giải quan hỷ đoạn này nói người sinh biên địa một khi sam hội được giác ngộ Họ sẽ thoát khỏi biên địa Hoa nở thấy Phật Thấy Phật rất nhanh Tuy thấy được Phật Nhưng do Trí tuệ họ ít Ít nghe kinh Bởi thì Thấy Phật A-di-đà Nghe Phật giảng kinh thuyết Pháp Họ vẫn còn những chứa ngại Từ đó có thể biết Chứa ngại không phải từ bên ngoài Toàn từ bên trong Chúng ta nhất định phải thấy rõ vấn đề này Phải thấy rõ Tại sao Mới có thể thay đổi được vận mệnh mình Người học Đại Thừa Nhất định phải thâm tính không nghi Đây chính là thân thể mình Bao gồm tất cả chúng sanh Quảy hư không khắp Pháp giới dạng sự dạng vật đều do tâm thức ta biến hiện ra tâm ta hiện ra tại sao tâm có thể hiện tại sao có thể sanh sanh khởi những hiện tượng đó khi khai ngộ đại sư huệ năng đã nói nào ngờ tự tánh có thể sinh ra dạng pháp nói thẳng ra ý câu này không ngờ tự tánh lại có thể sinh ra dạng pháp bao gồm thân thể ta đây không phải diễn dân Đại sư Huệ Năng đã chứng minh cho chúng ta Khi giảng Pháp chưa sinh Nó có hình dáng thế nào? Ngài đã nói Câu thứ ba đã nói Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ Nghĩa là Giảng Pháp trong vũ trụ Dùng đã có sẵn trong tự tánh Chưa có duyên Nó chưa hiện có đúng duyên đúng. nó sẽ hiện Duyên ở đây là gì? Duyên là khởi tâm động niệm Ngày nay nhà khoa học gọi là Hiện tượng dao động Chân tâm bất động Dùng không dao động nghĩa là chân tâm chân tâm vốn không dao động cho thấy chân tâm là bất động những niệm bất giác không phải chân tâm động mà giọng tâm động những niệm bất giác liền nổi giọng tâm khi giọng tâm động chân tâm liền hiện tượng Chân tâm hiện tượng Chân tâm vẫn không động Nhưng nó hiện tượng Nghĩa là dụng đã đầy đủ Trở thành Có thể sinh dạng Pháp Bởi thì tất cả Pháp Thật sự do tâm chúng ta sinh Biến hóa theo ý niệm chúng ta Thế nên chúng ta có thể hiểu được Dẫn mệnh chúng ta nằm trong lòng bàn tay Không liên can đến ai cả Phật từ bi vô lượng Từ bi vô tận Chúng ta gặp khó khăn Có tật bệnh Hoặc thỏa mạng đã hết phật kéo dài thêm được chăng? nếu không thể kéo dài thêm, phật từ bi ở đâu? chúng ta gặp tai nạn, phật có thể quá giải cho chúng ta chăng? nếu không thể quá giải, phật không phải từ bi. kinh nói những lời chân thật phật có thể cũng không thể bởi từ tâm hiện ra do thức biến ra phật không thể tại sao phật nói có thể phật nói chân tướng sự thật cho ta ta tự tìm hiểu khi đã hiểu dùng tâm niệm của ta để thay đổi Đấy gọi là Phật có thể Phật hiểu đừng mê tín. Phật có thể đưa ra phương pháp cho chúng ta Chúng ta đã đọc liễu phàm tử quân Quý vị xem ông viên liễu phàm 15 tuổi gặp ông thầy khổng xem tướng Đoan tám chữ Đoan vận mệnh trong năm cho ông Không sai một chút Nói dân mệnh ông Từ năm 15 tuổi đến năm 50 tuổi Tuyên sinh chỉ sống đến năm 13 tuổi Năm nào Cũng gặp Không sai một ly Với những gì ông khổng nói Ông rất tin Tin những điều người cổ xưa đã nói Mọi thứ đều là số Không một chút của người Tin một bữa ăn Một ngụm nước Đều do tiền định Do số đã định Không một chút trái ý Cũng không có cách nghĩ nào khác Tâm đã yên Năm 35 tuổi thầy bói đã nói hai mươi năm tiên sinh mười lăm tuổi hai mươi lăm tuổi năm ba mươi lăm tuổi gặp thiền sư dân cốc ông ngồi thiền với thiền sư dân cốc trong thiền đường ngồi ba ngày ba đêm không khởi một niệm ba ngày ba đêm không nổi lên giọng niệm tông môn nói việc này là công phu đã khá đại okay. khai có ừ. thể thiền sư dân cốc chưa gặp trường hợp như thế hiếm thấy à, bèn hỏi, hỏi tiên sinh liễu phàm ông đã dùng công phu gì học với ai ông liễu phàm rất chân thật còn không dụng công năm mười lăm tuổi ông họ khổng đã định số rồi hai mươi năm này chưa sai một ly đoạn rất chuẩn đoán cho cả đời rồi con còn nghĩ gì nữa không còn nghĩ ngợi gì nữa nghe thì thiền sư dân cốc cười lớn ta tưởng ông là thánh nhân không ngờ ông chỉ là phàm phu lại nói cho tiên sinh một số vấn đề nói những chuyện trong nhà phật à, nói phải. với ông phật giáo thừa nhận số mạng nhưng có thể thay đổi nó tại sao số mạng là do ý niệm tạo nên chỉ cần thay đổi ý niệm số phận của ông sẽ thay đổi vì thì ông liễu phàm ta cho ông là phàm phu tiêu chuẩn tại sao ông ta cũng không tu thiện ông ta cũng không làm ác số đó giống những gì đã đoán nếu ông ta làm ác số ông ta sẽ ngắn lại tiêu chuẩn đó của ông ta mỗi năm sẽ giảm xuống ví dụ ông thầy bói nói ông năm nay thi đấu thứ ba Ông ta có thể độ thứ 10, thứ 9 Làm việc xấu sẽ kéo tụt xuống Làm việc tốt sẽ kéo cao lên Ông ta có thể hiểu điều đó Khi hiểu rồi Ông ta phát tâm làm 3.000 việc thiện Phát nguyện trước Phật Bồ Tát Nhất định sẽ làm khi vừa phát nguyện năm sau tham gia thi ông họ không đoán ông độ thứ ba ông độ thứ nhất sai chưa bao giờ có chuyện như thế lần này là phát sinh ông ta tin tưởng sau này vợ ông giúp đỡ hai vợ chồng bỏ tất cả những điều ác làm tất cả những điều thiện thay đổi rất nhanh Thay đổi rất rõ Nhưng ba ngàn gì thiện Mười năm mới xong Khi đủ rồi lại nguyện tiếp Lại xin làm ba ngàn gì thiện Bốn năm đã xong Càng làm càng thuận lợi Một ngày có thể làm mấy việc tốt yêu chuẩn thiện ác nghĩa là thái thượng cảm ứng thiên các tính công và tội chiếu theo thái thượng cảm ứng thiên để làm trong số không có công danh có nghĩa việc học hành thi cử của ông cao nhất là đến tú tài tử nhân tiến sĩ trong số không có không có phần đó Làm quan thì đến tứ xuyên tri huyện trong một huyện rất nhỏ Năm 53 tuổi cho ông biết Tại từ chức về nhà Số đã đến Thông bỏ ác làm lành Y độ cử nhân lại độ tiến sĩ à, Đoán số không à. còn Cầu à, con quá thật xin được đứa con trai kháo khỉnh Đứa con nối dõi tông đường cho ông Chả là đứa con xin bảy tám đứa cháu Bởi thì nhà ông sau đó nhân khẩu rất đông Cháu chắc bây giờ vẫn còn Có liên hệ với chúng tôi Số mạng chỉ có 53 tuổi Ông Liễu Phàm không mong sống lâu Nhưng ông đã sống đến 74 tuổi Sống hơn đến 21 năm Bởi thì thiền sư dân cốc nói số phận nằm trong tay ta ta muốn thay đổi chỉ đổi nơi miệng không được phải có hành động mới đạt kết quả chúng ta phải hiểu vấn đề này Việc thiện ngày nay Việc thiện lớn nhất là Hoàng dương Phật Pháp Hoàng dương văn hóa truyền thống Chúng ta sống trong thời đại này Khác rất xa thời đại tổng tử Xã hội động loạn Mọi người coi thường văn hóa truyền thống Đương thời khi còn sống Phổng tử Rất mong có người trọng dụng ông Ông sẽ làm tế tướng Sẽ áp dụng văn hóa truyền thống nhưng chu công văn dương lấy trăm dặm để làm vua thiên hạ chí của ông ở chỗ đó nhưng không ai tin dụng ông chu du liệt quốc gặp rất nhiều quân dương không ai trọng dụng ông Cuối cùng mới quay về nhà dạy học Quay như không tệ lắm Dạy 5 năm Có 3.000 đồ đệ Trong số 3.000 đồ đệ Có 72 người thành tựu Có thể, có thể truyền thừa thánh giáo gìn giữ văn hóa truyền thống Công đức đó, đó rất lớn Đến nay đã à, 2.500 năm từ khổng tử đến thời đại chúng ta Hai ngàn năm trăm năm Đất nước Trung Quốc Dân tộc này được an bình thịnh trị Đời nào cũng nói đến Luân lý đạo đức Nói đến giáo dục thánh hiền Tin nhân quả à, Biết bỏ ác làm lành Đấy là ảnh hưởng của khổng tử Phật Pháp gọi là công đức Công đức của phu tử Thật sự thay đổi Số mạng sẽ đổi phật pháp còn thù thắng hơn đế dương các thời đều học học thấu triệt nhất là hoàng đế ung chính đời nhà thanh thật sự hạ công phu Biết được đó là những điều tốt Ba nhà nho Phật lão Để dương các đời đều cung kính như nhau Tuyên dương tất cả Phật Pháp Do tự thân Hoàng thượng quản lý Là quản lý bởi thì chùa diện phật giáo được xây dựng giống kiến trúc cung điện cung điện là kiến trúc của hoàng gia dân gian không được dùng nhưng chùa diện phật là bậc thầy của hoàng thượng hoàng thượng là đệ tử của phật bởi thì chùa diện có thể xây như cung điện Giáo lý Đức Phật Được lưu truyền trong dân gian à, Chỉ cần đảo trang Phật giáo Đều là giảng kinh dạy học Phật giáo có nhẹ việc giảng kinh dạy học Là chuyện gần đây Thời gian không dài Ở Trung Quốc Đại khái khoảng hơn 200 năm à, Bởi vì chúng ta thấy Càng Long Gia Khánh Rất nhiều cao tăng đại đức Những tác phẩm họ để lại Chúng ta có thể thấy điều này Sau thời hàm phong bắt đầu suy yếu Người thật sự nghiên cứu Phật giáo Thật sự Giảng kinh dạy học ngày càng ít Đến thời dân quốc chỉ độ mười mấy vị, mười mấy vị đại đức này, tuy cũng giảng kinh dạy học, nhưng phật sự kinh sáng đạo tràng đã chiếm một nửa dần biến chất. sau thế chiến thứ hai không thấy giảng kinh dạy học nữa đệ tử xuất gia tại gia không ai làm việc này phật giáo suy yếu không những suy yếu Mà Phật giáo có thể Diệt vong trong thời đại này Đây là vấn đề chúng ta vô cùng lo nghĩ Một gia tài tốt đẹp như thế Làm sao để nói dần suy vong Khó khăn trong việc học tập Phật giáo Là phải buông bỏ dục vọng nhưng người hiện nay Rất nhiều người học Phật Bạn bảo buông bỏ dục vọng Họ buông không được Nếu không buông được dục vọng Không học Phật được Đã tạo một sự chứa ngại với chính mình Phật Pháp Có ích lợi rất lớn Ta không nhận được phật giáo đại thừa có thể giúp ta mãi mãi thoát ly luân hồi giúp ta thoát ly thập pháp giới việc này tất cả pháp khác không thể làm được Nhất là pháp môn tịnh tông trong Phật giáo Pháp môn này Khó hiểu Nhưng dễ thực hiện Hôm nay chúng ta học đến phẩm này Và chúng ta nói về Nghi thành biên điện trên thực tế cũng rất tốt Họ thực sự sinh đến thế giới cực lạc phương Tây Thực sự quá sanh trong hoa sen Khi gần mất Thật sự được Phật đến tiếp dẫn Chỉ là khi tiếp dẫn Họ ngồi trong hoa sen hoa Hoa sen khép lại Đây gọi là nghi thành biên địa Là thai sanh Không có trở ngại đó Có thể tin trí tuệ Phật Tin bản thân Thị tâm thị Phật Thị tâm tác Phật Có thể tin những thứ đó Giảng sinh đến thế giới cực lạc Phật A-di-đà đến tiếp dần Ta ngồi trong hoa sen Hoa sen đó sẽ nở Khác nhau ở chỗ đó Hoa sen nở Ta sẽ được sự giá trị của Phật A-di-đà Thành Bồ-Tát bất thối chuyển Hoa sen không nở chưa được sự gia trì à, tại, tại thế giới sẽ, cực lạc tất, tất nhiên sẽ rất vui khi ở đó à, Cuộc sống bạn được hưởng thụ Trong khi nói đúng. giống như trời đau lợi Tần trước chúng ta đã thấy Lời chú thích của các bậc đại đức tổ sư Giống như trời dạ ma à, Niềm vui trời dạ ma Còn hơn đúng. trời đau lợi chỉ hơn 500 năm 500 năm của thế gian chúng ta Hoa nở Khi hoa nở Được Phật A-di-đà Gia trì viên mạng Bạn sẽ trở thành Bồ Tát bất thoái chuyện Bất qua sau khi qua nở Quý vị vẫn còn một chút tập khí Tâm dơ bận chưa trừ Vẫn còn tìm kiến Đấy chính là tập khí Thế nào? Không sốt ruột Mỗi ngày nghe Phật A-di-đà giảng kinh Nghe một thời gian Tự nhiên được khai giải Nếm được Pháp gì vậy là phát hiện sung mạng khai giải tâm đã mở được đây là thí dụ khi nghiệp trước mạng tâm sập bị tắt Phật từ trong tự tánh Nói ra pháp âm Nghe không hiểu Không phải ngăn cách ngôn ngữ Quý vị không thể hiểu được ý Ngài Đây gọi là bị tặc Khi khai giải rồi hiểu được Chúng ta có kinh nghiệm này Khi mới học Phật mấy năm trước nghe kinh cảm thấy khô khan đơn điệu tại sao trong kệ khai kinh đã nói nguyện giải nghĩa chân thật của Như Lai chúng ta đang trong tình trạng nào chưa giải được nghĩa chân thật của Như Lai có nghe nhưng không hiểu hình như ai cũng trải qua giai đoạn không có gì là lạ chỉ cần ta tiến trị đừng biến nha Đừng thay lòng Học với lòng cung kính Chân thành Sau một thời gian ta sẽ hiểu Chúng ta ai cũng trải qua giai đoạn đó Thời gian đó dài ngắn Tùy thuộc mỗi người Căng tánh mỗi người khác nhau Căng tánh kém Mười năm, hai mươi năm nên ta phải có tâm nhẫn nại trường thời quân tu người can tánh sắc bén hơn một chút dễ hiểu hơn mấy tháng có thể hiểu đã nếm được mùi đạo chỉ cần cố gắng duy trì chắc chắn Khai là khai ngộ Giải là minh giải Tâm khai đắc giải Quan hỷ nghe Pháp khế hội Tại sao họ quan hỷ? Họ thật sự đã hiểu được Khế là khế nhập Hội là thể hội Tự nhiên quan hỷ Khổng tử người đọc sách đều có cảnh giới này hãy xem luận ngữ nói học rồi được thực hành không phải niềm vui đó sao niềm vui đó chính là quan hệ đã nói ở đây quan hệ ở đây được sinh ra từ bên trong không phải ngoài vào Quan hệ bên ngoài đã nói rồi Có bạn từ xa đến Không vui đó sao Niềm vui đó là bạn bè Bạn tư Bạn tri kỷ đến thăm Vui mừng Đấy là bên ngoài Niềm vui là từ nội tâm Không phải từ bên ngoài Niềm vui đọc sách Đọc không hiểu bạn sẽ không biết vui Sẽ cảm thấy khó chịu Hiểu nhận ra rất vui Pháp thị sung mạng Phật Pháp nói như thế không tự nói không vui đó sao nhà Phật gọi là pháp Hỷ sung mã lại đường cúng khắp là do di đà gia trị quý vị đạt được nếu không được sự gia Trì của Phật A di Đà Quý vị không có khả năng Đến mười phương thế giới Cúng Phật nghe Pháp Đây là điều Bồ Tát Pháp Thân mới làm được Cúng khắp Khắp là không sót chỗ nào Mười phương ba đời Chư Phật như lai vô lượng vô biên Bạn sẽ cúng dường tất cả Trước mặt mỗi vị Phật đều có bạn Phân thân để đi Bạn có khả năng đó Phân thân quá thân Thân chính của bạn Vẫn ở trong giảng đường Phật A-di-đà Không đồng Bạn có thể phân vô lượng Vô biên thân Đến trong mỗi quốc độ Phật Để lạy Phật Cúng dường Tu phước Nghe kinh Nghe pháp Khai trí tuệ Tu cả phước tuệ Tức Đại sư Đàm Loan nói liền được như ý Giống những người giảng sinh tam bụi Đây là gì? Gọi là như ý thông trong sáu thứ thần thông Như ý thông là thần túc thông Nghĩa là ta có phân thân Hóa thân Có khả năng biến hóa Chúng ta xem phim Tây Du Ký Tô Ngộ Không có 72 phép biến hóa Đấy gọi là như ý Nhưng 72 phép biến hóa của như ý rất nhỏ không lớn à, Những người giảng sinh đến thế giới cực lạc phương Tây Không chỉ có 72 phép biến hóa Biến hóa của họ vô lượng vô biên Có khả năng rất lớn Không khác gì người Tam bối cửu phẩm Người tam bối cửu phẩm Quý vị xem Đầy đủ thần thông Đầy đủ sáu phép thần thông Cũng khắp chư Phật Những công đức ấy tu tập tùy ý Đủ như bản nguyện di đà Cũng chính là nói Những gì nói trong 48 nguyện của Phật A-di-đà Họ đều có được di đà giá trị có đủ những điều tốt đẹp như thế chúng ta tiếp tục xem đoạn ký. a à, dược đa a à, dược đa các con a à, dược đa là bồ tát di lặc tên của bồ tát di lặc từ thị nghĩa chữ a vật đa là từ bi bồ tát di lặc rất từ bi khuôn mặt luôn cười toàn quên mình vì người Chưa bao giờ Bồ Tát Di Lạc quá mưu đồ bản thân Khởi tâm động niệm đều vì tất cả chúng sanh khổ nạn Trong cõi hư không khắp pháp giới Giúp những người này Phá mê khai ngộ Xa khổ được vui Thế Tôn gọi lặp lại tên Ngài khi giảng kinh dạy học Phật nhắc đến tên Ngài Để cảnh tỉnh đại chúng Lắng lòng nghe kỹ Gọi tên Ngài Những gì được nói sau đó Chắc chắn là những lời rất quan trọng Nhắc nhở đại chúng chú ý Khi đại chúng chú tâm lắng nghe phật nói nên hiểu nghi hoặc là thứ gây tổn hại nặng nề cho bồ tát làm mất lợi lớn bởi thế nên tin rõ trí tuệ vô thượng của chư phật trí tuệ của chư phật đức năng của chư phật đạo lực của chư phật thần thông của chư phật tướng hảo của chư phật không được nghi hoặc tại sao vậy dụng tự tánh đã đầy đủ không phải đến từ bên ngoài ta tin tưởng chư phật sẽ tin tưởng chính mình những gì Phật có, ta cũng có. Kinh giáo đại thừa nói rất hay. Tất cả chúng sinh vốn là Phật, ta không khác Phật. Ta có thần thông đạo lực, trí tuệ Tại sao không hiện ra được Ta đang bị nghiệp chướng Nghĩa là bị nghiệp ngăn che Nên nó không hiện ra được Nghiệp chướng đó là gì Nghiệp chướng còn gọi là phiền não Như kinh giáo Đại Thừa đã nói Phiền não được chia làm ba loại lớn Mỗi một loại có vô lượng, vô biên Thứ nhất là phiền não vô minh Vô minh là đánh mất trí tuệ Quên mất tự tăng Trí tuệ không hiện ra Không có trí tuệ Không biết một thứ gì Vô minh Minh là thấy rõ Không thấy rõ Loại phiền não thứ hai gọi là phiền não trần sa Trần sa là thí dụ Nghĩa là quá nhiều Giống như cát bụi vậy Điều Loại thứ ba gọi là phiền não kiến tư Ở đây loại thu Kiến là gì? Chúng ta thấy nhầm Tư chúng ta nghĩ nhầm Với bản thân Với mọi vật xung quanh Nhìn nhầm, nghĩ nhầm Nhìn sai nghĩ sai Ta sẽ nói sai Và cũng sẽ làm sai Đấy gọi là tạo nghiệp Tạo nghiệp chắc chắn có bao ứng Nghiệp thiện có thiện bao Nghiệp ác có ác bao Trong lục đạo Quả bao thiện ác Rất rõ ràng Ba loại phiền não này Chứ Phật như Lai đã buông bỏ Họ không còn chứa ngại Bởi vì trí tuệ, đức năng, tướng hảo Trong tự tánh đều hiện ra cả vốn đã có không phải nhờ học có những Điều thứ phiền não đúng này đúng ngăn cản những đúng thứ trong bản đúng tánh đúng của ta không mất đi không mất tí nào nó chỉ không hiện ra hiện tại chúng ta không thấy được nó làm sao để có được phật nói rất rõ ràng buông bỏ chấp trước sẽ có được một phần Đối với tất cả Pháp Thế xuất thế gian Chúng ta không chấp trước Chỉ cần không chấp trước Người ta có thể thực hiện hàng quận chúng sanh Tùy hị công đức Bởi vì chấp trước Chúng ta mới không hợp tác với mọi người Không thể tùy thuận Không chấp trước là có thể tùy thuận sẽ được tự tại rất biết tu hành, chấp trước nặng quá tự mình không thể tu hành, chỗ nào cũng chứa ngạn, cho dù muốn tu hành, tu cũng không thành, không có nhân tố bên ngoài nhất định phải hiểu, nhân tố thành bài đều nơi ta. Học Phật bắt đầu từ đâu? Từ kinh giáo. Trước hết phải được khai ngộ, thấy rõ buông bỏ chứa ngại. Tại sao chúng ta phải buông bỏ dục vọng? Tại sao phải từ bỏ danh lợi? Tại sao phải quên mình? Nó có lý do hết. Nếu không làm rõ những vấn đề này. Ta không thể buông bỏ được Không buông bỏ được là đã chứa ngại Học Phật Pháp Ta không hưởng được lợi ích học Phật Những gì bạn có thể có Giống như ông Liễu Phạm Đây là không buông bỏ những gì ta có được chẳng qua Một chút giàu sang của nhân gian Không thể liễu sinh tử suốt tam giới Không thể có được pháp hỷ thật sự trong Phật Pháp Những gì có được là công danh phú quý Đó là phước báo của ta Những gì ông liễu phàm tu được là phước báo Không phải công đức Ông ấy chưa buông bỏ ngã Buông bỏ ngã mới là công đức Thế nhất cũng được quả tu đà hoàng Như thì cũng đã rất tuyệt Tuy ít nhất nhỏ nhất Trong đại thừa là sư tính dị Trong thập tính Giống như lớp một tiểu học Lớp nhỏ nhất trong trường đã là tốt rồi Những gì họ có được Ta không thể có Họ có được là Lục đạo luân hồi Họ vẫn chưa ra khỏi lục đạo luân hồi Nhưng họ chắc chắn không đọa vào Tam ác đạo trong lục đạo luân hồi Trong lục đạo họ chỉ ở hai cõi Cõi trời và cõi người Họ ờ, không còn đọa trong tam ác đạo <laughs> Cũng không đọa A-tu-la Bởi thì Kinh điển gọi họ là thánh nhân Thánh nhân là gì? Họ làm những việc những người khác không làm được Họ ờ, ở trong lục đạo có thời hạn Chúng ta vô hạn Đáng thương cho chúng ta Không kỳ hạn Họ có kỳ hạn Quay lại bảy lần giữa cõi trời và cõi người Họ sẽ chứng A-la-hán Chứng A-la-hán là ra khỏi lục đạo Bởi khi họ ở lục đạo có kỳ hạn Phạm phu ở lục đạo không có kỳ hạn Tu hành trong Phật Pháp không có gì khác Ngày trước Đại sư Chương Gia đã nói với tôi Nhìn thấu buông bỏ Đấy là lời chân thật không chút giả dối Chỉ cần buông bỏ nhìn thấu Số phận sẽ được thay đổi Tại sao chúng ta đến thế gian này là bởi thân nghiệp báo. Đời trước tạo được chút thiện nghiệp Nay được làm người Đời trước cũng có học Phật Trong ai lại già có hạt giống Phật Đời này gặp được Phật Pháp Để tiếp tục tu tập Tiếp tục tu những gì Chưa đoạn được tập khí phiền nào Chưa tiến bộ trong việc buông bỏ Bởi thì công phu chưa sâu Chưa sâu nên phải thế nào Vẫn cứ chịu luân hồi Rớt đáng sợ khi đã luân hồi tất cả những gì tu hành trong đời này đều quên mất không còn nhớ gì gặp lại được phải làm lại từ đầu đời này chúng ta không phải như thế sao gặp được phật pháp làm lại từ đầu làm lại từ đầu mười năm đầu rất vất vả nếu không gặp được thầy hiền không gặp được hiện tri thức giúp đỡ mười năm đó rất dễ bỏ qua mà mười năm đó lại là nền tảng trong đời nếu nền tảng đó không vững chắc rất khó để thành công Rất nhiều năm nay chúng ta cũng phát hiện Chúng ta thường nghĩ Tại sao tại gia xuất gia tu hành Không thể sánh được với cổ nhân Không nói đâu xa Trước một đời Chúng ta không thể sánh được với cách đây một đời Nguyên nhân do đâu Giác óc suy nghĩ trọng, Bình tâm quan sát à, Sẽ thấy đoạn, được nguyên nhân Chúng ta không giáo dục gì? từ gốc rễ không, không có cần. nền tảng Tôi được xem là có giận may còn hưởng được chút duyên tôi xin vào năm dân quốc thứ 16 sáu trước năm dân quốc thứ hai mươi Văn hóa truyền thống không được mọi người tôn trọng, tuy có người không thực hiện được, họ vẫn thường nói, thường nhắc đến. Chúng ta nghe dần thành quen. Sau kháng chiến thắng lợi, năm dân quốc thứ ba mươi bốn không thấy nữa. không thấy ai trong xã hội nhắc đến người trung quốc bỏ bê truyền thống bỏ bê phật pháp học theo âu mỹ, âu mỹ. Trên toàn thế giới ngày nay vấn đề đang phát sinh Đây là gì? Văn hóa Âu Mỹ có vấn đề Bây giờ người nước ngoài đang đến Trung Quốc tìm kiếm Đến Ấn Độ tìm kiếm Tìm kiếm cách giải quyết vấn đề xã hội Tìm phương pháp giải quyết thảm họa trên quả đất người trung quốc có chăng có có cách giải quyết thiên tai trên quả đất chăng phật pháp đại thừa có lại rất hữu hiệu những vấn đề này phải để tâm quan sát để tâm suy nghĩ Dần dần ta sẽ phát hiện ra Rất khi Ai chịu học người đó được lợi ích Kéo dài tuổi thọ Tôi là một thí dụ rất sống động Tôi chỉ thọ đến 45 tuổi Lúc nhỏ vẫn thích xem bói à, Rất nhiều người kể. xem cho tôi Bói cho tôi Hình như mọi người đều xem giống nhau 45 tuổi là cửa ải lớn Tôi cho những người đồng học biết Khi tôi đi xuất gia Có ba người Bản thân Lần lượt xuất gia Cùng thọ giới Xuất gia cách nhau hai năm trong hai năm đó Ba người chúng tôi đều xuất gia Thọ giới một lần Ba đứa bạn thân cùng một tuổi Số mạng không thể vượt qua 45 Đến năm 45 tuổi Năm đó quả thật tháng 2 Một người đi Pháp sư Pháp Dung tháng năm người thứ hai đi pháp sư minh diễn là người có mối quan hệ rất tốt với tôi thời kháng chiến chúng tôi cùng học sau khi đến đài loan chúng tôi cùng làm việc sau khi xuất gia một năm pháp sư cũng xuất gia người bạn rất thân Hơn hơn cả anh em Anh em không ở cùng nhau Ở đây chúng tôi mỗi ngày đều bên nhau Tháng 7 tôi nhú bệnh Tôi hiểu được Quý vị xem trong một năm Tháng 2 một người đi Tháng 5 một người đi Tháng 7 tôi nhú bệnh vì thế tôi niệm Phật cầu giảng sinh cũng không đến bác sĩ không thuốc thang tôi quan niệm thế này bác sinh sĩ chỉ trị được bệnh không thể cứu được số số mạng đã hết đến bác, bác sĩ cũng chẳng ích gì những tâm niệm phật cầu sinh tịnh độ niệm một tháng bệnh liền hết Tôi mới xuất gia là bắt đầu giảng kinh Khi tôi bệnh hình như tôi giảng được 10-20 năm Tôi không mong sống lâu Không mong kéo dài tuổi thọ Cái chết của tôi đã qua Lần thứ hai Có lẽ thọ mạng đã đến Lần thứ hai là Năm tôi 79 tuổi Tôi ít khi mắc bệnh Năm 79 tuổi nhốn bệnh Không lâu Chỉ 4 hôm Tình hình rất nghiêm trọng Sốt cao Ở Bắc Kinh Trong một khách sạn tôi ở khách sạn chuyện này tôi đã từng kể với quý vị bệnh đến ngày thứ tư có lẽ sáng sớm độ ba bốn giờ tôi cảm thấy mình đang nằm bên sườn núi Trước mặt tôi là núi Núi xanh trùng trùng Đấy là giấc mơ Nhưng thấy rất rõ Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy cảnh này Tự nhiên tôi quên mình đang bệnh Thì Vô số người đang dây quanh Chật nít Cả quả núi đều là người Đang hướng về tôi Tôi thấy họ rất rõ Tự nhiên Những người này biến thành súc sinh Tôi khiếp qua Người đông như thế Tự nhiên sao lại biến thành súc sinh Đều hướng về tôi Thầy thì tôi chấp tay Niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Phật Thích Ca Mâu Ni liền có mặt Những gì đã thấy liền biến mất Phật lớn bao nhiêu Như trong kinh đã nói Như núi Hoàng Kim Cả một vùng trời thông thường tôi giảng kinh lạy phật lạy thứ nhất lạy bổn sư thích ca mâu ni phật lạy thứ hai lạy bổn sư a di đà phật lạy thứ ba lạy bổn sư tỳ lô giá na phật tỳ lô giá na phật là phật pháp thân a di đà phật là phật báo thân thích ca mâu ni phật là phật ứng thân tôi thực hành cách lạy như thế đã tụng thuộc mấy năm nay à, Phật Thích Ca Mâu -ni, Ni hiện bản ra bản Tôi bản lại niệm một tiếng Nam Mô Bổn Nam Sư A Di Đà Phật Phật A Di Đà hiện ra Không bản thấy bản Phật Thích Ca Mâu Ni nữa Cả không trung bản chỉ bản một vị Phật tôi tiếp tục niệm nam mô bổn sư tỳ lô giá na phật phật tỳ lô giá na hiện ra không thấy phật a di đà nữa cuối cùng tôi niệm một tiếng nam mô đại bi quán thế âm bồ tát bồ tát quán thế âm hiện ra to lớn như phật vậy tôi liền nghe bên cạnh có người nói ông còn có gì chưa buông bỏ chăng cần gặp ai chăng có việc gì chưa hoàn thành chăng tôi đều trả lời không tôi muốn giảng sinh cuối cùng tôi nói một câu nếu phật cần con ở lại thế gian này để cứu giúp những chúng sinh khổ nạn con có thể ở lại thêm vài năm nữa cũng không sao tôi tỉnh lại trong tình trạng như thế khi tỉnh toàn thân mồ hôi đầm đìa bệnh cũng hết hôm sau chúng tôi quay về hồng kông nghỉ ngơi ở hồng kông hai tuần tôi bắt đầu giảng kinh lại đấy là Kinh nghiệm hấp hối Kinh nghiệm chết Tôi đã trải qua Bởi thì bây giờ tôi không sợ chết Tôi thích nhất là Giáng sinh Càng sớm càng tốt Sống ở đây Đại sư Chương Gia đã nói với tôi Chỉ cần thực sự phát tâm Muốn chánh Pháp lâu dài Vì Hoằng Pháp lợi sinh Đời ta sẽ được Phật Bồ Tát sắp đặt dùm Đừng lo Tôi tin những lời của Thầy Bởi thế tôi không lo lắng cho mình Không có chuyện gì cho mình Sao cũng được không gì là không tốt tất cả đã có phật bồ tát sắp đặt khi phải đi tôi có lòng tin rất kiên định phật a di đà sẽ tiếp dẫn tôi Khi nào Ngài đến tiếp dẫn Lúc đó tôi sẽ đi Ngài không đến tiếp dẫn Tôi ở lại đây giảng kinh Sống ngày nào giảng ngày đó Đây là sự nghiệp của chúng ta Ngày nay chúng ta bị Phật A Di Đà Ngày nào cũng giảng kinh Chưa nghỉ ngơi một ngày Khi còn tại thì Phật Thích Ca Mâu Ni Đã giảng 49 năm Cũng không nghỉ ngày nào Đó là tấm gương sáng cho chúng ta Giảng kinh dạy học Học tập kinh điển Đấy là Phật sự Bởi thì Phải tin tưởng Những lời Phật dạy trong kinh Không lừa dối Không do ai ngụy tạo Điểm này chúng ta phải tin tưởng Nghĩa là kinh đó Có phải do Phật nói chăng Hay là có người ngụy tạo Tiêu chuẩn ở đâu Tiêu chuẩn là Đại Tạng Kinh Điều này Thầy Lý đã cho chúng tôi biết Nếu ta thì một bộ kinh Cứ tra Đại Tạng Kinh Xem trong Đại Tạng Kinh có hay chăng Nếu có không vấn đề gì Là kinh Phật không phải giả Không có trong Đại Tạng Kinh Không thể tin được Nhất định phải lấy Đại Tạng Kinh làm tiêu chuẩn Bởi Đại Tạng Kinh đã trải qua nhiều đời Đã được Đại Đức Cao Tăng khẳng định Sự ban bố của Đế Dương Ngày trước kinh điện muốn nhập kinh tạng Phải được Đế Dương phê chuẩn Không được Đế Dương phê chuẩn Không được tùy tiện nhập tạng bởi thì tạng kim rất chặt chẽ Thế nhưng ngày nay Không còn tiêu chuẩn nữa Sách vở của ai cũng có thể nhập tạng Mốt thời gian gần nhất của chúng ta là long tạng Đời càng long Còn được thẩm tra nghiêm khắc Đây, Đây là thường thức Không thể không hiểu Đối với Bồ Tát Làm sao còn nghi hoặc Vô lượng thọ kinh sao nói phàm phu đại thừa gọi là bồ tát phàm phu đại thừa có thể xưng họ là bồ tát chăng hoặc có nói như thế có thể bồ tát có nghi hoặc có thể mất đại lợi nên phàm phu Nên phải tin rõ phàm phu chúng ta Có thể không tin chăng Bồ Tát vẫn còn nghi hoặc ần sau là lời của niệm lão, ý, <laughs> ý trong kinh sau rất khiêm tốn, chú thích này nói rất khiêm tốn, chưa giảm quyết đoán, chỉ đưa ra vấn đề theo ý người viết, người viết ở đây là lão cư sĩ hoàng niệm Tổ. ý của ông hay cách nói trong bản sau đều như thế. Nói rất chí lý Một là cách nói thứ nhất Chúng ta tuy phàm phu đầy đủ Nếu thực sự phát gửi tâm Bồ Đề Cho dù mới phát tâm Bồ Tát Phàm phu có thành Bồ Tát chăng? hơn sự phát tâm bồ tát hành đạo bồ tát có thể được gọi như thế thói quen đó có trong phật giáo trung quốc ba đàn đại giới bạn thọ giới bồ tát liền được gọi bồ tát người xuất gia nhất định phải thọ giới bồ tát cư sĩ tại gia rất nhiều người cũng thọ giới Bồ Tát Đăng đàn giảng kinh là việc của Bồ Tát Vì vậy cư sĩ tại gia chưa thọ giới Bồ Tát Họ chưa thể chính thức đăng đàn thuyết pháp cư sĩ tại gia đã thọ với bồ tát thì có thể vấn đề này khi đức phật còn tại thì cư sĩ duy ma là người đi tiên phong đã làm tấm gương sáng cho chúng ta cư sĩ tại gia thọ giới bồ tát có thể đắp y nhưng lặng y không có điều Vậy là mang y Không có từng điều từng điều Xuất gia và tại gia chỉ khác nhau chỗ đó Bởi thì tại gia đắp mang y Ta biết họ đã thọ giới Bồ Tát Họ có thể thăng tòa giảng kinh Chỉ cần họ thăng tòa Đấy là đại diện Phật Trên tòa lớn Họ đại diện cho Phật Khi họ đang đăng tòa giảng kinh Người xuất gia thấy họ Cũng phải cúi chào Tại sao họ đại diện cho Phật Bởi vì cư sĩ thường khiêm tốn không dám nhận sự lễ bái người xuất gia Bèn đặt pho tượng Phật trước buộc giảng Quý vị lạy là lạy Phật Không phải lạy tôi Đấy là khiêm tốn Bởi <laughs> thì trên buộc giảng nhất định phải có tượng Phật Nhất định có tượng Phật được đặt lên trước luân chú nói tâm bồ đề vô thượng này tức tâm nguyện làm phật phát tâm bồ đề vô thượng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề vô thượng chánh đặng chanh giác chúng ta học phật không học gì khác là mong cầu điều này có được tâm đó Ở đây gọi là tâm Bồ Đề Là tâm nguyện làm Phật Tại sao tôi nguyện làm Phật Là vì muốn độ chúng sinh Mong giống như Phật để độ chúng sinh Tâm độ chúng sinh Tức tâm nhiếp thụ chúng sanh Sanh đến nước quá Phật ở đây là nói đến tịnh độ tôi giúp thế nào thành tựu chúng sinh làm sao giúp được họ để họ thành tựu khuyên họ niệm phật cầu xin tịnh Đồ Chỉ giới cực lạc quá Phật Hiện tại bên đó Phật đang dạy học Người hành tịnh nghiệp Nếu phát tâm như thế Cũng là Bồ Tát mới phát tâm Vấn đề này không sai Giúp đỡ chúng sinh Khuyên nhủ chúng sinh học tập kinh vô lượng thọ, học tập kinh A Di Đà, tu hành như lời giáo huấn trong kinh, phát nguyện cầu sinh tịnh độ Tân cận Phật A Di Đà, để chính là tâm bồ đề. người này chính là bồ tát bồ tát mới phát tâm trong tiểu thừa gọi là sư quả hướng bồ tát sư tín dị trong đái thừa Sơ tín dị là quả Chúng ta hướng theo quả sơ tín dị đó Nghĩa là Sơ tín hướng Hướng theo mục tiêu đó Thiên thai gọi là Bồ Tát tín dị của biệt giáo Như bông giữa không trung Bắp bên vô định vì thị Bồ Tát Sư Phát Tâm Vẫn có họa thoái đọa Bồ Tát mới Phát Tâm không ít Ngày nay chúng ta đã thọ giới Bồ Tát Bồ Tát Sư Phát Tâm Tại gia xuất gia rất nhiều Họ à, có nói chuyển chăng? Có Tại sao? Tâm họ không kiên định Bởi thì họ sẽ thoái chuyện Lại rất dễ thoái chuyện Nguyên nhân do đâu? Thứ nhất Tập khí tiền não nơi thân còn nặng Tiếp theo Nguyên bên ngoài Nguyên bên ngoài không tốt Thế lực mê hoặc cực kỳ ghi gớm Nếu ta không cầm cự nổi Lập tức bị thoai tâm Chế ngự được mê hoặc bên ngoài Đây không phải là chuyện đơn giản Các vị đại đức xưa thường nói Mê hoặc lớn nhất là gì? Quyền cao chức trọng Bạn có động lòng chăng? Ngày nay Bất tất phải quyền cao chức trọng Một chút mồi ngon đã thay lòng Thế làm sao được Hồi trước khi giảng kinh Thầy Lý đã đưa ra một ví dụ Bồ Tát Bậc đã giác ngộ Nơi họ ở Trong vòng 40 dặm Có Pháp Sư Giảng Kinh Pháp Sư Người giảng kinh gọi là Pháp Sư Không kể tại gia hay xuất gia Cư sĩ tại gia cũng gọi Pháp Sư Họ thay Phật thuyết Pháp Người đã thọ giới Bồ Tát Không đi nghe kinh là phạm giới Tại sao Bồ Tát phải đi nghe kinh Gây ảnh hưởng cho mọi người nhiều người nghe kinh Mọi người sẽ sinh tính tâm Đại loại người này giảng rất hay Ông xem những người kia đều đi nghe Vậy thì sẽ gây ảnh hưởng cho mọi người Phật Pháp mới có thể hưng thịnh 40 dặm Trước đó là đi bộ Nếu đi 40 dặm Cần 4 tiếng 4 năm tiếng nghe một thời kinh quay về nhà bây giờ giao thông thuận tiện ngày trước không có chúng ta nghe kinh nếu có người báo tin Nhà mình đang cháy Lửa đang bén Thời gian đó bạn tiếp tục nghe kinh hay quay về dập lửa Dối vàng chạy về Tâm không kiên cố Tâm Bồ Tát này chưa chắc chắn Nếu chắc chắn Phật Pháp là việc lớn Cháy nhà không vấn đề Thầy giáo đưa thí dụ như thế Bồ Tát một lòng giới đạo Một lòng mong chánh pháp trường tồn Một lòng giúp đỡ chúng sinh Như như bất động khi một cảnh giới ngộ nhỏ hiện đến Tâm bạn liên loạn động Quán loạn Luôn cuốn bỏ cuộc về nhà Thế là hỏng Trong xã hội chúng ta ngày nay Tài sát gian thực thùy Cái gọi là thất tình ngũ dục đang lôi kéo Liệu có động tâm chăng? Có cưỡng lại được chăng? Tâm đã động Cưỡng lại không được lập tức đọa lạc Bởi thì Biệt giáo thiên thai tâm Ví dụ về Bồ Tát tính dị rất hay Giống như gì bông trong không trung Bắp bên không định Bông trong không trung là gì? Bông giải Bông giải rất nhẹ gió thổi nhẹ là bày tư tan Bởi thì Bồ Tát sư phát tâm thật có chuyện thoái đoàn Đây là loại thứ nhất. Loại thứ hai, thì gọi nói theo chiều dọc Đây là một câu nói không xác định Ý là Cho dù Bồ Tát thực thụ Vẫn còn nghi hoặc Vẫn mất lời lớn Đây là Nội dung trong Vô lượng thọ kinh sau bởi thì phàm phu chúng ta Càng không thể nghi ngờ Cách nói này cũng rất hay Bồ Tát thực thụ Nếu không chịu khó học Nếu muốn bất thoại quá thật rất khó Chỉ khi đã thật sự khai ngộ Minh tâm hiện tành là chắc chắn không còn thối chuyện Đắc định vẫn chưa được Vẫn chưa cưỡng lại được mê hoặc Tiến thơm lợi dưỡng Tài sát danh thực thủy Rất khó để vượt qua ải đó Bởi thì phàm phu chúng ta phải thừa nhận chúng ta đang là phàm phu Thừa nhận chúng ta đang có phiền não Chưa đoạn được những tập khí đó Trong kinh nói có hai chuyện Một là Chư Phật Như Lai Nghĩa là người đã khai ngộ Trí tuệ đức tướng Trong tự tánh của họ hiện ra Chúng ta chắc chắn không hoài nghi Thứ hai Tin chính thân mình Phật dạy vốn là Phật phải tin chính mình chỉ cần phát tâm học phật chắc chắn sẽ thành công phát tâm học phật là thị tâm tác phật tại sao chúng ta không đi làm phật tin trong a lại gia có tất cả hạt giống thập pháp giới Muốn học Phật có thể làm Phật Muốn, muốn học Bồ Tát sẽ thành Bồ Tát Nếu à, mưu đồ tiếng thơm lợi dưỡng Sẽ đến cõi ma ngay Nắng lòng sân hận ghen ghét Sẽ đến địa ngục ngay Vậy thì nhân thập pháp giới đều có gửi tâm động niệm là duyên Bạn hướng về pháp giới nào Chính bạn sẽ được thành tựu ở đó Không liên can đến người khác Thấy rõ rồi tin thật sâu Bởi thì chúng ta rất dễ xử lý Tất cả duyên cảnh mà lại xử lý rất hay, thuận cảnh đến mê hoặc chúng ta, kiến thơm lợi dưỡng đến lôi kéo chúng ta, tài sắc lôi kéo chúng ta, thường gọi là thuận cảnh, chúng ta cảm ơn. Tại sao cảm, cảm ơn Chúng đến thử ta Xem ta nổi lòng tham chăng Ta không nổi lòng tham Bởi ta biết phàm có hình tượng thấy đều hư vọng. Ta biết Kinh Bác Nhà đã nói Tất cả Pháp Vô sở hữu tất cánh không Bất khả đặc Ta viện cư bình tâm đối đại Thế mới đúng Bài thi đã đạt Ta cũng cảm ơn ông thầy đã ra đề thi Ta được nâng cao Ngược lại nghịch cảnh đến lôi kéo ta Người xấu nghịch cảnh đến Quỷ bán Đến làm nhục Đến hãm hại ta Tôi biết rằng phàm có hình tượng thấy đều hư vọng, Đều đến thử sức Đến giúp ta vượt lên Đều là thiện tri thức Không oán hận Không báo thù Chỉ đem lòng cảm ơn Thật sự đã được nâng lên Không kinh qua gia đập Ta không biết mình đang ở đẳng cấp nào Gia đập càng nhiều Ái nào cũng qua Đẳng cấp của quý vị càng lúc càng được nâng lên Ta có thể không cảm kích ư Nếu không cảm ơn ta là người giống ơn bội nghĩa Bởi thì với thiện duyên ác duyên Quấn cảnh nghịch cảnh Chúng ta cảm ơn tất cả Đem tất cả công đức ta tu hành được Hồi hướng cho tất cả mọi người Đối đại với tất cả chúng sinh Bằng chân tâm Như Phật Bồ Tát vậy vì thế khi cảnh hiện ra chúng ta nghĩ đến Phật A-di-đà Cảnh giới hiện ra A-di-đà Phật Có thể khởi tâm tham được chăng? A-di-đà Phật nổi nóng ư Không thể Ta nên học Phật A-di-đà Ta cũng không nên Không có tâm tham luyện Không nên oán hận Đấy là gì? Chúng ta đã thật sự học Phật Pháp Nó thật sự có tác dụng Bởi thế ngày nào cũng xuyên tâm quan hệ Đã có tác dụng Cần nhớ câu nói của cổ nhân Hình như của cư sĩ họ bàn Đời nhà đường Đây là một cư sĩ đức độ Ông rất giàu có Ông bán hết gia tài Đem tất cả vàng bạc châu báu Trang trí lên một chiếc thuyền Chèo đã đến giữa dòng trường giang Đục một lộ dưới đây Để nó chìm xuống Không cần nữa Thật ra hành động của ông Muốn nói với tất cả mọi người Mọi người chắc chắn sẽ thắc mắc Ông không cần thứ của cải đò Sao không đem đi bố thí Làm từ thiện có phải tốt hơn chăng Tại sao phải đem chung nhẫn xuống lòng sông Ông đã để lại một câu Chuyện tốt không bằng không chuyện gì Vô sự còn tốt gấp mấy chuyện tốt Sau này sống ra sao Bệnh dày cỏ bán giày cỏ một đôi giày cọ bán được một hai đồng ông đã qua ngày như thế đây là hạng người nào bồ tát quá thân bồ tát không phải người phạm Ông thị hiện như thế Là để dạy mọi người một câu Chuyện tốt không bằng không chuyện Bởi vậy Hàm ý rất sâu Nghĩa là chúng ta tùy duyên Nhưng không nên phán duyên Không nên cố ý làm việc tốt Gặp là làm Không gặp mà cứ đi tìm Làm việc tốt phải có tiền Quý vị xem ngày nay có người mang tiền đến Như thế là phải đi làm việc tốt giúp họ Không ai mang tiền đến càng tốt Không có chuyện gì Quý không đi tìm việc Tâm sẽ luôn vắng lặng Luôn ổn định Đây là việc tốt đúng nghĩa Việc tốt trong đời không có thứ nào sánh bằng Ai ai cũng nghĩ như thì Cũng làm cũng như thì Thiên hạ thái bình Thiên hạ vốn vô sự Người tu tự buộc vào Ai là người ngu Người xung xoe làm việc tốt Vậy thì mấy năm nay tôi rời Đài Loan Xã hội Đài Loan kêu gọi người tốt Diệt tướng Thầy chúng tôi viết lên bản đen Bốn chữ Hảo nhân, hảo sự Khi viết xong Sau đó thầy khoanh một dòng nhỏ Dưới chữ hảo Khoanh rồi Khoanh một cái nữa để Đọc thứ thanh Đọc thế nào Hiếu nhân, hiếu sự Nghĩa là thích lắm chuyện Thầy giáo đã để lại cho chúng tôi Ấn tượng rất sâu sắc Đã dạy chúng tôi đừng hiếu sự Lắm chuyện là hỏng Quý vị không thể cưỡng lại mê hoặc trong cuộc đời Không lắm chuyện là việc tốt Xung xoe là đã có chuyện Bởi thì hai cách nói đó không chống trái nhau Đều rất hợp lý Lợi lớn là trong kinh nói lợi ích chân thật Lợi ích chân thật là gì? Thập phương bà già phạm Bà già phạm là Phật Đây là tiếng phạm Ở trong tuệ chân thật Khai quá hiển thị rốt rào chân thật những thư chân thật là tự tanh muốn cứu vớ quần manh ở đây là cứu vớ tất cả chúng sinh trong lục đạo đem đến lợi ích chân thật lợi ích chân thật ở đây là hoàng dương pháp môn tịnh độ khuyên mọi người Nhất tâm niệm Phật Cầu sinh tịnh độ Thân cận di đà Đấy là lợi ích chân thật Làm những việc đó là trí tuệ chân thật Giúp chúng sinh đạt được Lìa khổ được vui một cách rốt ráo Thành tựu viên mãn ngay trong đời này đây là việc Nang trượt nang kiến Trượt là gặp Ta rất khó gặp được Càng không dễ thấy Như hoa ưu đàm Rất ít xuất hiện Hoa ưu đàm là hoa đàm Hoa đàm chiếm nở Hoa đàm thường nở về đêm Thời gian nở rất ngắn Chưa đến nửa giờ là tàn Đây muốn nói rất khó gặp Ngày nay khó gặp đã gặp được Khó nghe đã nghe được Nhưng không tính thọ có lỗi với Phật Nên nói làm mất lợi lớn Thân người khó được mà chúng ta đã gặp Phật Pháp khó nghe chúng ta đã nghe Nhất là nghe được tịnh độ Đại Thừa Càng không thể nghĩ bàn Khi bạn nghe kinh vô lượng thọ Gặp được những chú giải này Bản kinh này Những chú giải này chắc chắn Giúp đỡ tất cả chúng sinh Của 9.000 năm mạc Pháp Nhờ đó được độ Thật sự vượt khỏi sinh tử luân hồi Thật sự vượt thoát thập pháp dân Công đức này không thể nghĩ bàn Như vậy nên làm những việc tốt Nên in kinh nào In bộ kinh này Tại sao đây là bộ kinh Đại thừa pháp luân Duyên mạng cứu cánh. Nếu học kinh, tôi khuyên quý vị chuyên học bộ kinh này. 9.000 năm mạt pháp về sau. chúng ta giúp đỡ chúng sinh là giúp cả thế giới. Vậy thì cần rất nhiều người tu hành thật sự, cùng mọi người làm như thế, tạo nên tấm gương tố thật tâm niệm Phật giảng sinh, tướng đẹp giảng sinh để mọi người thấy. Tin đây là chuyện thật, không phải phù phiền Phải giảng thật thấu triệt bộ kinh này. Giảng làm sao để mọi người xin khởi lòng tin. Giúp mọi người phá nghi xin tin. Chuyển ác làm lành. Chuyển mê thành ngộ Chuyển phàm thành thánh Bộ kinh này có thể làm được Những pháp môn khác Rất nhiều kinh luận rất hay Chúng ta thích đảnh lễ khen ngợi Tại sao? Rất khó Phải đoạn phiền nào Chúng ta không làm nổi Không, Không những phải đoán phiền não Mà còn đoạn tập khí Quý vị thấy khó chăng Đoán phiền não đã khó Đoán tập khí còn khó hơn Bởi thì đã gặp Nhất định phải tin Phật đem hết tâm quý Một rồi hai Hai rồi ba Ba rồi bốn Chuyên nhủ chúng ta Càng cho thấy Tình cảm của Phật dành cho ta Thương yêu chúng ta Từ bi giáo quấn chúng ta Nếu không tin Không tiếp nhận Ta đã phụ lòng Phật Đấy là mức lợi lạc lớn Mà trong kinh đã nói Phần tiếp theo Phú gì pháp môn tịnh độ này Nhất thừa nguyện hải Hướng gì pháp môn tịnh độ này Nhất thừa Là nhất Phật thừa Nghĩa là Phương pháp này Con đường này Mục tiêu của nó là thành Phật Gọi là nhất thừa Nếu mục tiêu của nó là Bồ Tát Được gọi là Đại Thừa Nếu mục tiêu của nó là Thanh Văn Duyên Giác Gọi là Tiểu Thừa nếu người học phật chỉ cầu phước báo trời người đấy gọi là nhân thừa thiên thừa bởi thì chúng ta học tập mục tiêu cuối cùng là gì mục tiêu cuối cùng của tịnh độ là thành phật không phải thành bồ tát bởi thì được gọi là nhất thừa nguyện hải Phương pháp của nó vô cùng đơn giản Nghĩa là sáu chữ hồng danh Sáu chữ là thêm vào Nam Mô A Di Đà Phật A Di Đà Phật là danh hiệu Nam Mô là tiếng Ấn Độ Có nghĩa là Quy Y Là Tôn Kính hoặc là quy mạng. Nó có nghĩa như thế. Ơn sự cầu xin thế giới cực lạc phương Tây càng đơn giản càng tốt. Bởi thế khi còn sống, Đại Sư liên trì. Việc này đã được ghi lại trong Trúc Sông Tùy Bút. Đọc tác phẩm này bạn có thể thấy có người thầy giáo đại sư Pháp môn niệm Phật Niệm thế nào? Ngài dạy họ niệm Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật Có người thắc mắc Ngài niệm thế nào? Ngài trả lời Tôi niệm A Di Đà Phật Mọi người thấy lạ Tại sao bảo người khác niệm sáu chữ Ngài niệm có bốn chữ Ngài trả lời Người ta chưa chắc đã có tâm cầu sinh tịnh độ Thêm nam mô Nam mô là cùng kiểm quý ý Thêm chữ đó vào Tôi thì quyết tâm đến thế giới cực lạ Cần gì thêm lời khách sáo Bởi vì kinh điển dạy chúng ta Chấp trì danh hiệu Danh hiệu là bốn chữ đó à, Nam Mô không phải danh hiệu Bởi thì không cần thêm Đây cho thấy Phương pháp tu tập Càng đơn giản càng dễ thực hiện Trong tám dạng bốn ngàn pháp môn Pháp môn vô lượng Đơn giản nhất là bốn chữ A-di-đà-phật không so, pháp môn nào đơn giản hơn à, Bốn chữ này thật tuyệt vời Nó giúp bạn thoát ly luôn hồi lục đạo Thoát ly thập pháp giới à, Khi ta chứng đắc Phật quả viên mãn à, Thành tựu của ta giống như Phật a di đà Đúng như tên gọi Pháp khóa tình rất nhiều người nghe không tin Dễ dàng như thế Không biết có thành công được chăng Là sự thật không phải diễn dông Bởi thì sáu chữ hồng danh Tính nguyện trì danh Bốn chữ này rất quan trọng Nếu thật tin Thật nguyện tôi không đi đâu cả trời không lên Ngọc quang thượng đi nhường ngôi trò quý vị có đi chăng đại phạm thiên dương nhường ngôi quý vị có đi chăng ma hê thủ la thiên dương đó là phước báo lớn nhất trong thế giới tam thiên đại thiên ma hà thủ la thiên dương là Vua trời trời khỏi sắc Đệ tứ thiền cao nhất Như ngôi chúng ta cũng không màng Chúng ta quyết đến thế giới cực lạc phương Tây Đi làm học trò Phật A-di-đà Học tập với Phật A-di-đà Tốt nghiệp Sẽ thành Phật A-di-đà Giống như Phật A-di-đà Thành Phật Tốt nghiệp sẽ thành Phật thành phật gì thành phật a di đà học quá trình a di đà phật chắc chắn là phật a di đà bởi thì đây là lợi ích chân thật nhất trong những thứ lợi ích là lợi ích lớn nhất trong những lợi ích vì thì không tin mất hết lợi lớn Thật đáng tiếc Đó là sai lầm lớn nhất trong đời mình Trong đời này Lỡ làm việc gì sai Cũng có thể sửa đổi Tại sao Vì giảng pháp dây không liệu bất khả đắc Gặp tỉnh tông mà để lỡ Đây mới thật sự mất lợi ít lớn Không gì nghiêm trọng hơn nó Sai lầm triệt để Sao ta có thể làm chuyện làm lỡ đó Như Kinh Thiên Thủ nói Thiên Thủ là Bồ Tát Quán Thế Âm Nếu những người không tin Nghi hoặc Đà La Ni này Dalani Ni là tiếng Phạn Chỉ Pháp môn này Đây là Pháp môn tổng trì Tổng tất cả Pháp Trì tất cả nghĩa Là sao? Nghĩa là chỉ một câu danh hiệu này Bộ kinh này Bộ kinh vô lượng thọ này Kinh điển của tất cả chư Phật Mười phương ba đời nói ra Đều nằm trong đó Đấy là tổng trị Tất cả những đạo lý Phật nói Đều nằm trong một câu danh hiệu Danh hiệu và bộ cái này là Đà La Ni Tổng trị Nếu suy nghi hoặc không tin nên biết người đó mất hẳn đại lận Lợi ích thù thắng không gì sánh đó Ta đã đánh mất Quý vị hoài nghi nó không tin Thật sự sai lầm Trong trăm ngàn dạng kiếp Luôn chuyển còi ác Không thời hạn ra Chúng ta đã tạo nghiệp gì Hoài nghi thánh giáo Nghi là nguồn gốc của phiền não Tham sân si mạng nghi Mọi người đều biết Tâm tham là cõi ngạ quỷ Tức giận là cõi địa ngục Ngô si là cõi súc sinh Ngáo mãn Là A-tu-la Gọi là sát Hoài nghi Hoài nghi đang nói ở đây Là hoài nghi Thánh giáo Quan trọng hơn Bốn thứ trước Chúng ta thì đi đôi Với tai nạn này Như trong kinh Phật đã nói Tâm tham kéo theo tai nạn về nước Lục lội Nóng giận là tai nạn về lửa Núi lửa tuôn trào Ngày nay trái đất nóng dần lên Lý do Tâm nóng giận của con người trên quả đất rất lớn Vì vậy quả đất nóng lên Đây thuộc về lửa Tai nạn về gió Ngu si là tai nạn về gió Ngày trước cũng có gió lớn Nhưng ít Không nguy hiểm Ngày nay tai nạn về gió rất nguy hiểm Hồi trước tôi có ở tới sát Mỹ Nghe năm nay bằng Tết Sắc Mỹ Trong hai tháng đã xảy ra hơn 200 trận gió xoay Những chuyện như thế chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Do ngô si Ngạo mạn là động đực Kéo theo động đực Hoài nghi So với bốn loại này còn nguy hiểm hơn hoài nghi kéo theo cả đất mềm ra rất dễ lúng nứt đất sẽ chìm xuống biển núi cũng lúng nứt bạn xem hoài nghi nguy hại hơn tham sân suy mạng rất nhiều đây là hoài nghi thánh giáo Nhất là hoài nghi tịnh độ Gần đây tôi xem tin tức Trên internet Thông thường tôi ít xem truyền hình Không xem báo chí Đoán tuyệt hoàn toàn với những thứ đó Những người đồng học đã tải những tin đó trên internet cho tôi đọc nói rằng quả đất tự nhiên lúng xuống người ta gọi đó là hố tử thần giống như thiên nhiên gây hại quả đất tự nhiên lúng xuống bề mặt rất rộng tôi xem mấy bề mặt theo cách nói của trung quốc rộng một dặm một dặm qua à, Một dặm qua rộng như thế này Đột nhiên thụt xuống mấy trăm mét Đây là hố nhỏ Đây là do hoài nghi tạo ra Nói theo các nhà Phật Nghiêm trọng hơn Cả đại lục này Sẽ chìm xuống biển Người nước khác nói độ năm dạng năm trước Đại Tây Dương là lục địa Gọi là Đại Tây Quốc Khoa học kỹ thuật cũng đã phát hiện Đại khai trước chúng ta ngày nay Nhân dân cũng không tin thánh hiền Không có tôn giáo Bởi thì đại lục đó chìm hẳn xuống biển Nên được gọi là Đại Tây Dương Ngày nay lại có truyền thuyết Đại Tây Quốc Có thể Sẽ nổi lên Nhưng nếu nổi lên Nước Mỹ và châu Âu Sẽ bị chìm xuống Bởi thế mọi người hy vọng chuyện này Đừng xảy ra nước đó chính là atlantis rất nhiều dự đoán tương lai sẽ nổi lên có thể khi nó nổi lên châu âu sẽ chìm xuống nước mỹ cũng chìm xuống rắc rối của hoài nghi rất lớn gây ra thảm họa rất nghiêm trọng với cá nhân chúng ta đi đôi với hoài nghi khả năng miễn dịch sẽ không có một số người nói sức đề kháng của cơ thể không còn rất dễ kéo theo tật bệnh bởi vì người đầy đủ lòng tin rất dễ chống cự tật bệnh tại sao họ có khả năng miễn dịch họ có sức đề kháng sức đề kháng là lòng tin kiên định không hoài nghi Chúng ta phải học nó Thời gian hôm nay đã hết Chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật